phụ kiện đồng hồ omega phụ kiện đồng hồ nhật cũ chính hãng mua ở đâu đồng hồ omega nổi tiếng sang trọng và quý phái với các quý ông đã từ rất lâu là một lựa chọn tinh tế phong cách với những thiết kế độc đáo nhưng vẫn giữ được sự trang nhã và lịch sự phù hợp với cả nam và nữ đây là chiếc đồng hồ luôn được mọi người trong mọi thời đại ưa chuộng tuy nhiên chiếc đồng hồ của bạn bị hỏng phụ kiện hay bạn muốn thay đổi phụ kiện Độ lại chiếc đồng hồ của mình cho mới lạ một chút nhưng lại không biết mua phụ kiện đồng hồ Omega ở đâu chính hãng thì các bạn có thể tham khảo ngay bài viết dưới đây, Shop Nhật Việt với kinh nghiệm làm việc từ năm 2010 tới nay luôn là đơn vị order hàng Nhật uy tín được nhiều người lựa chọn. Hàng tại shop được order từ Nhật nội địa chính hãng. Shop Nhật Việt cũng thường được nhiều khách hàng biết đến với tư cách là đơn vị trung gian giúp đấu giá hộ các mặt hàng Lô hàng trên Yahoo Nhật như đấu giá túi sách Nhật, đồ trang sức Nhật, bên cạnh đó, chỉ cần cung cấp thông tin sản phẩm, hình ảnh, các mặt hàng Nhật gần như rất hiếm hay không bán ở Việt Nam, sẽ được shop chúng tôi giao đến tận nhà bạn. Các bạn có thể tham khảo một số phụ kiện đồng hồ Omega được shop chúng tôi liệt kê dưới đây hoặc truy cập link Yahoo Nhật để xem được nhiều hơn các phụ kiện đồng hồ Omega. Omega là một trong những hãng đồng hồ xa xỉ nổi tiếng nhất thế giới. Biểu tượng cho sự chính xác hoàn hảo của các cỗ máy thời gian. Thương hiệu đình đám này xuất hiện cùng với nhiều nhân vật nổi tiếng và sự kiện có tầm ảnh hưởng, từ James Bond đến Tổng thống John F. Kennedy, từ NASA cho đến Thế vận hội Olympic. Đồng hồ Omega khá nổi tiếng với thành tích là thương hiệu đồng hồ lần đầu tiên được lên mặt trăng. Omega Speedmaster Professional Chronograph là chiếc đồng hồ đầu tiên lên mặt trăng được đeo bởi Buzz Aldrin. Mặc dù chỉ huy Apollo 11 Neil Armstrong lần đầu tiên lên mặt trăng đã để lại chiếc đồng hồ Speedmaster 105.012 bên trong mâu Luna, mặt trăng. Andron đã đeo chiếc Speedmaster để trở thành chiếc đồng hồ đầu tiên được đeo trên mặt trăng. Chiếc đồng hồ của Armstrong hiện tại đang được trưng bày tại Viện Bảo tàng National Air and Space Museum tại Washington, trong khi đó chiếc đồng hồ của Andron thì đã bị mất tích trong năm 2007. Để kỷ niệm lần thứ 50 của Omega Speedmaster Professional Chronograph, công ty Omega đã giới thiệu phiên bản Speedmaster Professional Chronograph Moonwatch Chiếc đồng hồ này với thiết kế đặc biệt như phiên bản Omega Speedmaster được giới thiệu vào năm 1957 và giới hạn số lượng chỉ có 5.957 chiếc trên thế giới. Một số mẫu đồng hồ Omega được đấu giá trên trang Yahoo Nhật. Chúng tôi đáp ứng mọi nhu cầu mua hộ hàng Nhật về Việt Nam 24 phần 7 giúp các bạn tìm được sản phẩm ưng ý. Gửi yêu cầu shop Nhật Việt theo 4 cách để shop báo giá và order. Gửi link vào email sopnsatviet.com a.gmail.com chat Facebook với shop theo link sau fb.com gạch chéo oadiasangsatban đặt hàng online tại sopnsatviet.com gạch chéo datsang gọi điện cho shop qua hotline 0983 1315 28 hoặc chat viber zalo kể từ năm 2010 đến nay shop nhật việt chuyên nhận order vận chuyển hàng sách tay từ nhật về việt nam và ngược lại nếu bạn có nhu cầu hãy liên hệ 0983 1315 28 để được tư vấn trực tiếp mua hàng nhật sách tay, hàng nội địa nhật giá rẻ giao hàng miễn phí.